Rap Việt mùa 3. Tình bạn đặc biệt từ hai nón vàng Rap Việt mùa 3, Hydro Karai và Double Hachi. Hai chủ nhân của nón vàng Rap Việt mùa 3 là Double Hachi và Hydro Karai ở cùng một phòng, tại nhà chung, đồng thời có những kỷ niệm đầy cảm xúc. Double Hachi viết trên trang cá nhân, đây là người bạn chung phòng và chung giường cùng với mình nhiều nhất tại Rap Việt mùa 3. Tôi nhớ lần đầu tiên đi máy bay, bạn là người hướng dẫn tôi đi qua cổng hải quan và chờ tôi, để đưa tôi ra đúng cổng máy bay. Bạn bảo cứ yên tâm, đã có bạn lo, từ hôm nào đến giờ bạn đều giúp tôi trong việc rap, đi ăn cũng rủ tôi đi đâu cũng kéo theo tôi. Nhiều lúc tôi sợ làm phiền bạn nhưng bạn lại động viên. Những chia sẻ này được nhiều khán giả yêu thích, một số còn thể hiện sự bất ngờ trước tính cách có phần thân thiện và dễ gần của rapper Hydro Karai. Trước đó Hydro Karai là rapper đã có tên tuổi trong cộng đồng underground, từng tạo ra nhiều tiếng vang với những bản rap chiến. Thí sinh này cũng được đánh giá là một ứng cử viên cho chức vô địch Rap Việt mùa 3. Còn với Double Hachi, đây là cái tên tương đối mới của nhạc rap vừa bước ra ánh sáng sau khi xuất hiện trên sân khấu của chương trình. Sau những tập Rap Việt, Hydro Karai và Double Hachi đã không còn ở cùng đội của huấn luyện viên B-Ray. Huấn luyện viên Big Daddy đã dùng chiếc nón vàng của mình để cứu nam rapper. Huấn luyện viên Big Daddy tuyên bố, chiếc nón vàng này thật ra ngay ban đầu em định nhắm đến một người khác, nhưng Double Hachi đã cho em thấy bạn xứng đáng nhận được nó. Trước đó, 24 Kara là người đã khuấy đảo Rap Việt mùa 3, với 4 chiếc nón vàng được tung ra, trong đó 3 chiếc nón vàng có hiệu lực, lần lượt của huấn luyện viên Thái VG, B-Ray và huấn luyện viên Andrew. Sau đó, nam rapper quyết định về với đội của huấn luyện viên B-Ray.